Em xin kính chào toàn thể quý khách hàng thân thương của Đồ Sĩ. Em xin kính chúc toàn thể quý khách có một buổi tối thật vui bên gia đình thân thương của mình ạ. Cảm ơn các bác vì đã có mặt trong ca live buổi tối ngày hôm nay. Tối nay thì em sẽ lên cho các bác những cái mã quần jean. Và đây nó sẽ là cái lô quần jean kiện Mỹ thứ hai trong tháng nha các bác. Đó. Và cái giá bán ngày hôm nay thì bên em sẽ để cho các bác cái giá sale xuống một chút. Thì giá bán chỉ có 400.000 cho một sản phẩm nhé. Đâu đó 350-400.000 cho một con quần jean Mỹ nha các bác. Nói qua một chút về cái hình thức mua hàng của bên em nha. Hình thức mua hàng của bên em thì cũng rất là đơn giản thôi. Tất cả những cái mã của sản phẩm này, thông tin thông số của sản phẩm thì bên em cũng sẽ đo đạc một cách cực kỳ chính xác và chi tiết để nó ở bên phía góc của màn hình nhá. Các bác có thể nhắn tin, SMS, gọi điện hoặc kết bạn Zalo gửi cho em cái mã của sản phẩm, bên em sẽ tiến hành lấy thông tin đóng gói hàng và ship hàng đi cho mọi người trong ngày luôn nhé. Và bây giờ thì một chút thông tin thì trước khi vào live em sẽ giới thiệu cho các bác về cái lô sản phẩm này. Thì lô sản phẩm này thì 99-100% nó sẽ là hàng quần jean của Mỹ nha các bác. Với những cái lô hàng quần jean của Mỹ thì thứ nhất size của nó sẽ là size lớn nhé. Size lớn sẽ từ 30 cho tới 36, 38 nha các bác. Nên những cái sản phẩm này sẽ phù hợp với bác nào mà mình chuyên chơi đồ Mỹ và mình có cái size nó hơi ngoại cỡ một chút đó. Thì các bác có thể lấy những cái sản phẩm này. Và đặc biệt với dòng quần jean Mỹ thì bên em vẫn bao cho các bác nó độ mới cao này. Độ mới cao so với cái độ mới của đồ Si thôi nha các bác. Nha các bác, các bác lưu ý giúp em. Đặc biệt với dòng quần jean Mỹ có thể một vài con nó vẫn có một vài vết sờn, một vài vết bạc trên quần. Cái đó không thể tránh khỏi nhé. Đó, đặc biệt là dòng quần jean Mỹ. Còn độ mới thì bên em vẫn bao cho các bác nó là độ mới cao nhất trong cái thị trường đồ Si và đặc biệt là cái dòng quần jean Mỹ rồi. Còn một vài con quần nó có thể một vài vết sờn hoặc là một vài vết bạc nhỏ thì bên em cũng báo rất là rõ ràng cho các bác luôn để các bác có thể mình cân nhắc mình mua hàng nhé, đặc biệt với dòng quần này. Thường thì đồ Si thì sẽ có hai cái dòng khách hàng, các bác thường đi săn đồ Si với cái độ mới cao đúng không ạ? Và thực ra là những cái sản phẩm bên em cũng cung cấp cho các bác theo cái hướng đó, nhưng cũng có một vài lô hàng đặc biệt thì bên em sẽ không bao cái kiểu độ mới nó như là hàng mới đâu nha. Và đặc biệt là đối với cái lô hàng quần jean Mỹ đó. Nhưng mà độ mới thì vẫn cam kết với các bác nó như thế này thì nó quá là đẹp rồi. Và cái giá bán bên em bán ra thì nó cũng cân nhắc, tính toán rất là sát sao rồi. Tối thiểu cái số tiền các bác bỏ ra các bác mua một quần như thế này thì nó sẽ xứng đáng từng nghìn từng xu một nha các bác. Còn bản chất khi các bác săn đồ Si thì cái giá bán của nó chỉ bằng 1/3, 1/5, thậm chí 1/10 giá các bác mua mới rồi. Còn khi các bác nhận hàng thì kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em nhé. Các bác cảm thấy số tiền các bác bỏ ra nó phù hợp với cái sản phẩm bên em mang lại cho các bác thì các bác nhận hàng nhé. Đó. Đây, quần jean Mỹ thì có những cái bác lại thích mình mặc theo cái hơi hướng nó hơi bụi bặm một chút, nó hơi cái quần nó hơi có cái dấu hiệu của thời trang một thời gian một chút thì nó mới đẹp nhé. Tùy gu của mỗi người. Nên khi mà các bác chơi đồ Si thì các bác nên lựa chọn cái dòng sản phẩm nó phù hợp với cái gu của các bác nhé. Đó, hàng của bên em thì lên hàng mới mỗi ngày trong tuần luôn. Nói chung là ngày nào em cũng lên hàng mới, ngày nào chúng ta cũng có một cái kiện mới để cho các bác mua nhé. Đó. Rồi, con này em sẽ bắt đầu cho các bác bằng mã. Mã gì đây? Hôm qua lên mã G, ngày hôm nay em lên cho các bác mã V nhé. Chúng ta quay lại mã V đi. Đó. V1 em lên cho các bác một con quần Dicky. Đây, con quần này nó là ống suông nha các bác, ống suông. Vòng bụng con này nó sẽ là 91 thì đâu đó nó sẽ là size 36 nha các bác. Size 36. Đó. Ngoài cái việc mà bên em đã đo đạc nó chính xác và chi tiết cho các bác rồi đấy thì bên em cũng đặt cái số size nó đánh ở trên quần cho các bác luôn nha. Cái điều quan trọng này, điều quan trọng đặc biệt với khách hàng mới nhá. Khi các bác nhận hàng các bác hãy thử hàng, các bác hãy kiểm hàng một cách thật sự là kỹ càng giúp em nhé. Bởi vì những cái lô sản phẩm như thế này bên em sẽ hạn chế độ trả hàng, đặc biệt với dòng khách hàng mới nha. Nên các bác hãy chú ý giúp em nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em nhé. Đây, một sản phẩm của nhà Dicky nhé. Con này nó sẽ phối theo cái form là form túi hộp này các bác. Form túi hộp này các bác. Đẹp chưa? Đó. Chất của quần jean Mỹ thì nó rất là dày, nó rất là bụi bặm, nó rất là khỏe khoắn nha các bác. Đó. Đây, Dicky nha các bác. Đó, hàng của Mỹ luôn. Con này thì giới trẻ họ săn lùng rất là nhiều nhé. Và nó cũng cực kỳ hot trên cái thị trường đồ Si luôn. Hàng của Mỹ nha các bác. Đó. Con này nó sẽ được sản xuất tại Mexico nhé. Nó sản xuất tại Mexico chứ. Các bác nhìn cái form quần này. Đó. Đẹp chưa? Quần rất mới rất đẹp nhé. Quần rất mới rất đẹp. Đây. Chất thì siêu dày luôn. Mấy con này thì các bác mặc thì nó hơi nặng nhé. Bởi vì chất nó dày lắm. Bác nào chuyên chơi đồ Mỹ mà mình thích mặc mấy cái form này thì các bác có thể lấy nhé. Còn bác nào mà thích chơi quần jean theo cái kiểu mà nó hoàn hảo đấy, nó mới đấy và nó theo cái hơi hướng là thời trang nhiều hơn thì các bác nên tìm đến những cái dòng quần của Nhật hoặc là của Hàn này các bác. Đó.
V1 cho em nhé, con này vòng bụng tầm 91, 91, 92 nhé. Đó, cái thông số mà bên em đưa cho các bác thì các bác cứ mặc định nó có thể giãn ra tối thiểu là 1 đến 2 phân nhé. Bởi vì bên em lúc nào đo thì cũng cắt lại 1 phân. Đó, để cho các bác mặc thì nó mang lại cảm giác thoải mái nhất và chắc chắn 100% khách hàng mặc thì nó sẽ bị vừa. Đó, có thể nó bị rộng một chút nhưng không bao giờ là bị chật nha các bác. Quần rộng thì mặc được, các bác có thể dùng thắt lưng, còn quần chật thì bó tay. Tiếp theo này, V2 em lên cho bác một con quần của nhà LL Bean. Con này thì nó cũng là hàng của Mỹ luôn. Quần thì cái chất cốt tông của nó cực kỳ dày dặn nhé. Đó, con này nó sẽ được sản xuất tại USA nhé, sản xuất tại Mỹ nha các bác. Size nó đánh trên quần nó sẽ rơi vào tầm size, để kiểm tra một chút nha các bác, size 32 nhé. Quần thì nó rơi vào tầm size 32, vòng bụng là 80-81 cho em nhé. Đó, vòng bụng 80-81 nhé, vẫn là cái form ống suông nhé. Đó, độ mới thì đây cho các bác tự đánh giá mà con quần như thế này thì nó có mới hay không. Đó, gấu biết là vẫn còn rất là đẹp nha các bác, chất quần nó dày dặn lắm. Này, các bác nhìn một con quần nó làm đến độ dày như thế này mà. Đó, logo của LL Bean thì nó cũng dọc trên cái cúc cho các bác luôn nhé. Con này nó được sản xuất tại Mỹ luôn, quần rất là dày dặn nhé, form ống suông. Rồi, mã V2 cho em này, V2. V3 này, V3 lên cho bác một con quang lư, cũng là hàng của Mỹ luôn. Thương hiệu này thì nó ra đời năm 1947, tác ra rất đẹp. Đó, con này thì màu đen nhé, màu đen mà kiểu theo đen hơi xám muối tiêu đấy, đen xám muối tiêu chứ nó không phải là toàn bộ nó là xám đâu, nó là xám đen nhé, xám đen muối tiêu thì em. Quần rất mới, rất đẹp. Đó, form vẫn là form ống suông nhé. Quang lư thì nó là một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Mỹ rồi, cắt kiện Mỹ ra thì lúc nào em cũng lấy được một vài con của cái thương hiệu này. Con này size nó đánh trên quần sẽ là size 36 cho em nhé, size 36. Con này thì nó sẽ được sản xuất tại Mexico nha các bác, sản xuất tại Mexico nha các bác. Đó, con này vòng bụng nó sẽ là 95 cho em nhé, vòng bụng 95, size nó đánh trên quần sẽ là size 36 này. Đó, form ống suông nhé, rất đẹp luôn, chất quần thì siêu dày nha các bác. Tiếp theo này, V4 lên cho bác một con quần là jean nhé. Con này thì form của nó sẽ là form ống loe. Đó, bác nào mà thích mình phong cách nó hơi hướng cổ điển một chút thì các bác có thể lấy về dùng. Còn cái con quần này em mua về xác định là em mặc rồi, bởi vì quần ống loe thì rất là ít khách thì làm mặc. Con này chắc em để em mặc này. Con này thì nó sẽ là hàng của Signature Levi nha các bác. Đó, Signature Levi thì nó sẽ là cái dòng quần nó chuyên phục vụ cho cái dòng khách của châu Á nhé. Đó, nó cũng là một cái nhánh nhỏ của thằng Levi thôi. Nó vẫn là hàng chính hãng được sản xuất tại bởi công ty Levi nha các bác, bởi hãng thời trang Levi. Con này vòng bụng nó sẽ là 82, vòng bụng 82 cho em nhé. Form quần sẽ là form quần ống loe, màu sẽ là màu đen than nhé. Đó, à màu xanh than nha các bác. Đó, quần thì rất là mới, rất là đẹp. Form 82, à bụng 82 cho em nhé. Bác nào mà có thể mua về sửa thành cái form ống đứng thì các bác vẫn có thể sử dụng bình thường nhé. Nhưng mà con này em mua thì em đã xác định là em sẽ để con này em mặc, nếu mà các bác mà không lấy cái form này nhé. Đó, con này mã V4 cho em nhé, chất của nó sẽ là chất co giãn nhẹ, một con hàng chính hãng của Signature Levi. Đó, tem code của Levi chính hãng đây nha các bác. Để em xem trên size nó đánh là size gì đây. Con này size của nó sẽ là size 31 nhé, size 31. Con này được sản xuất tại Pakistan. Đó, quần rất mới, rất đẹp luôn. Đó, V5 này, V5 đem lên cho bác một con Levi nhé. Con này thì Diligent Levi. Đó, nói lại một chút thì cái vấn đề này em nói cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà đôi khi có khách mới thì bên em vẫn phải trao đổi lại một chút thông tin. Cái dòng này thì nó sẽ là vẫn là hàng chính hãng của thương hiệu Levi nha các bác, nhưng cái nhánh này thì nó sẽ tập trung vào cái thị trường của châu Á nha các bác. Đó, cái thằng Diligent Levi này thì nó sản xuất ra nhằm mục đích là phục vụ những cái khách hàng ở trong cái thị trường châu Á. Đó, giá bán nó sẽ rẻ hơn cái thằng Levi bình thường một chút. Rồi, con này nó vẫn là cái form ống suông nhé, form ống suông. Vòng bụng con này nó sẽ là 82, vòng bụng 82 nhé. Hệ thống tem code của nó vẫn là hệ thống tem code chính hãng của Levi này nha các bác. Đó, con này thì nó được sản xuất tại Bangladesh Mỹ nha các bác. Đó, đây, độ mới của quần này nha các bác. Đó, đó, một con quần jean thì với em đấy, với bản thân em đôi khi cũng rất là thích mặc những con quần Levi, nó có những cái dấu hiệu của thời gian như thế này.
nó hơi bị bạc bạc, nó hơi sần sần một chút đó, tùy theo gu của mỗi người nha các bác, nên các bác hãy chọn cái sản phẩm nó thực sự nó phù hợp với mình. Còn quần bên em thì vẫn bao cho các bác mới, rất mới, mới so với thị trường đồ xi nhá. Con này vòng bụng 82 cho em này, vòng bụng 82 cho em nhé. Con này trên thông số nó đánh là size 33 nhé, size 33. Nhưng các bác hãy nên mua theo cái thông số mà bên em đo nhé, bởi vì quần jean đặc biệt với những cái dòng 100% cotton này thì nó còn co giãn theo thời tiết nữa cơ đó. Còn bên em sẽ cung cấp cho các bác là cái vòng eo theo cái thông số hiện tại mà em đo được tình trạng của quần hiện tại nha các bác. Con này vòng eo 82 nhé, đó đẹp lắm, chất cực kỳ dày dặn luôn nha các bác. Tiếp theo này lên cho các bác một con Wrangler, nó sẽ phối theo cái kiểu phối túi hộp nha các bác. Đó, bên này thì nó sẽ phối cho các bác một cái túi hộp này, bên này thì nó sẽ phối cho các bác một cái đai này, nó mang lại một cái cảm giác rất là bụi bặm, rất là khỏe khoắn của cái dòng quần jean của Mỹ nhé. Form ống suông nha các bác. Đó, phía sau thì chúng ta có một cái red tag của thằng Wrangler đó, đẹp chưa đó. Mấy con này thì nó cũng cực kỳ hiếm trên thị trường các bác, nó không có nhiều đâu. Cái kiện này mở ra thì em lấy được có mười mấy con thôi. Wrangler con này size trên quần nó sẽ là size 36 nhé, còn vòng eo hiện tại thì bên em đo được ra là 92. Nói chung con này bên em đo vòng eo 92, bác nào vòng eo 93 trên 93 một chút thì vẫn mặc vừa nhé. Đó, đây tình trạng mới của quần này nha các bác, quá đẹp rồi. Con này là mã V6 cho em nhé, V7. Đây cho bác một sản phẩm của nhà Vigos đó, Vigos nha. Con này thì cũng là hàng của Mỹ đó, thương hiệu này của Mỹ nha các bác, và con này nó được sản xuất tại Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam nhé, Vigos. Con này thì nó không đánh sai trên quần rồi, con này nó không đánh sai trên quần rồi đó. Con này thì tổng thể màu nó rất là đẹp, màu xanh bạc này, màu này là màu jean của quần nhé, màu jean của quần chứ không phải là quần nó bị bạc rồi nha các bác. Còn phía sau thì nó vẫn thêu, nó vẫn may những cái đường chỉ nổi của nó giống như là quần ông địa nha các bác đó. Bản chỉ này rất là to, rất là lớn, nhìn giống như là quần ống điện. Đây là một cái thương hiệu của Mỹ nha các bác, quần rất đẹp, rất đẹp. Con này cũng có thể gọi là một trong những con siêu phẩm trong cái lô hàng này nha các bác, và mức giá bán thì chỉ có 400.000 thôi đó. Vigos, các bác lên mạng các bác tìm hiểu về cái thương hiệu này đi, nó bán đồ cũng rất là đắt, không có rẻ. Thường các bác nếu mà các bác muốn mua ấy, các bác chỉ săn được trên cái thị trường đồ xi thôi. Con này thì vòng eo 92 nhé, vòng eo 92 co giãn được này, thì co giãn ra được tầm 94 đấy. Bác nào có bụng từ 92, 94 mặc đẹp nhé. Đó, form ống suông, quần rất mới luôn, rất mới nhé. Đẹp chưa ạ? 400.000 thì có quá là rẻ rồi, quá là rẻ rồi. Tiếp theo lên cho bác một con Wrangler. Con này thì nó cũng gọi, có thể gọi là một trong những con siêu phẩm. Này, đó, Wrangler nha các bác. Đây, tag làm bằng da, cực kỳ đẹp luôn. Con này tác bằng nhựa, con này tác nhựa nhé, không phải tác da đâu. Wrangler tác nhựa thì các bác dùng nó sẽ bền hơn tác da, nhưng mà tất nhiên rồi, làm bằng tác da thì nó vẫn giá trị hơn một chút. Wrangler nha các bác, con này nó sẽ được sản xuất tại Mexico nhé, chất cotton 100%, chất cực kỳ dày dặn luôn. Đó, con này thì còn nó hơi dài ống một chút, con này dài ống là 120, các bác về có thể lên line nhé, các bác về có thể lên line. Bởi vì form này nó là form ống đứng nhé, form ống đứng thì các bác lên line nó không ảnh hưởng tới cái form của quần thôi. Nó chỉ mất cái giá trị là cái giá trị nó không còn jean nữa thôi. Còn con này thì bác về lên line thoải mái, bởi vì nó là form ống đứng, bác lên line nó sẽ không bị mất form của quần nhé. Đó, hệ thống đinh cán của nó làm một kim loại nhìn nó cực kỳ là khỏe khoắn nhé. Made in Mexico cho em nhé. Con này vòng bụng nó sẽ là 88 cho em nhé, vòng bụng 88 rồi. Size của nó cũng tầm size 36 này. Đó, size 36 nhưng con này vòng bụng có 88. Bác nào vòng bụng 88 cho tới 90 thì mặc nhỉ, 88-90 mặc nhỉ nhé. Đó, đây một con quần jean nhé các bác, kể cả là bên em bao về độ mới, nhưng mà ví dụ nó cũng có những cái đây, nó những cái bạc bạc nhỏ nhỏ này, những cái sần sần nhỏ nhỏ như thế này này, thì bên em cũng phải báo cho các bác nhé, bên em sẽ không bao kiểu là một con quần nó mới hoàn toàn giống như là quần jean Nhật, quần jean Hàn rồi nha các bác. Quần Mỹ thì như thế này nó quá là đẹp rồi, các bác đi săn đồ xi thì các bác biết rồi đó. Còn nếu mà các bác mua mấy con hàng hiệu mà độ mới nó kiểu 99-100 hay là nguyên tem nguyên mạc, em nói thật với các bác là các bác chỉ có mua hàng của thằng Thái Lan thôi, hoặc là Cambo thôi. Đây, con này là mã V8 cho em nhé, V8.
D9 này, lên cho các bác một con Levi 517 nha các bác. Levi 517. Đó, size con này trên quần nó sẽ là size 36 nhé, size 36. Đó. Các bác để ý mà xem nhé. Đôi khi 10 con quần nó cùng một cái size đánh trên quần là size 36, nhưng cái vòng eo đôi khi nó lại chênh nhau từ 4 đến 5 phân. Nên các bác mua hàng, các bác chú ý giúp em vào cái thông số mà em đo đạt được từ cái tình trạng hiện tại của quần để các bác chọn quần cho nó phù hợp với size quần nhé. Còn khi nhận hàng các bác thử hàng, kiểm hàng thoải mái cho em nhé, kiểm hàng thoải mái. Các bác nếu mà các bác chưa còn jean, các bác nên mua một cái thước như thế này. Đó. Để khi các bác nhận hàng các bác đo lại cho nó chắc. Con này là Levi 517 nha các bác. Levi 517. Quần rất đẹp luôn. Levi 517 cho em nhé. Đó. Form là form ống suông cho em nhé. Vòng bụng em đo ra hiện tại được tầm 97 nhé. Vòng bụng là 97. Quần còn rất là đẹp. Rất là đẹp. Đó. Đẹp chưa ạ? Form ống suông cho em nhé. Đây, tổng thể về độ mới của quần này nha các bác. Đó. Mông má là còn rất là đẹp, không có bị bạc đâu. Tiếp theo này, lên cho bác một con hàng cũng của Mỹ luôn này. Chúng ta đến với thương hiệu của Hollister. Hollister này. Đó. Cái thương hiệu này bán thì hầu như lên con nào là hết con đấy. Lên con nào hết con đấy nhé. Con này nó sẽ là form skinny nhé. Dành cho những bác thích mặc quần ống bó này. Mặc quần ống bó một chút này. Form là form skinny nha các bác. Đó. Quần là form ống nhỏ nhé. Còn tất cả những con quần của bên em là bao cho bác là còn nguyên jean nhé. Chưa có lên line hay là chưa có bó, chưa có chỉnh sửa bất cứ cái gì đâu. Các bác về nhận quần và phát hiện ra quần nó có vấn đề gì liên quan đến phần mà đã bị chỉnh sửa thì các bác có thể liên hệ với em, bên em sẽ vẫn giải quyết cho các bác nhé. Thì yên tâm rồi. Về quần nên em bán cho bác check rất là kỹ rồi. Một cái kiện lấy được có mười mấy hai mươi con thôi, không có nhiều đâu. Trên thông số cái này nó để vào size 34 x 32 nhé. Vòng bụng bên em đo ra được thì nó là 86 nhé. Vòng bụng bên em đo ra được là 86 nhé. Đó, quần rất là mới luôn. Polyester nha các bác, một thương hiệu cũng rất lớn của Mỹ luôn. Đó. Cái thương hiệu này thực ra nó bị làm giả làm nhái cực kỳ nhiều ở cái thị trường thời trang Việt Nam luôn. Và cái hàng Việt Nam xuất khẩu, cái hàng Việt Nam xuất dư thì nó cũng rất dễ là các bác bị mua nhầm nhé. V10, V11 này. Lên cho các bác con Levi. Con này nó sẽ là Levi 505 nha các bác. Vẫn là form ống suông. Levi 505. Đó. Còn thì còn rất là đẹp luôn. Form ống suông nha các bác. Ta vẫn có hệ thống chính hãng, tem cốt chính hãng của nhà Levi này nhé. Rồi, con này vòng bụng 98 nhé. Vòng bụng hiện tại bên em đo ra được là 98. Size của nó sẽ là size 38, size đánh trên quần là size 38 nha các bác. Đó. Đây, độ mới quần là cực kỳ ổn nhé. Mông má còn rất là đẹp luôn, mông má còn rất là đẹp nhé. Còn mấy con quần của các bác, đặc biệt là quần jean các bác mua bên em thì các bác cứ yên tâm một điều là riêng cái phần mông của quần là bên em không bao giờ bán những con bị bạc mông đâu. Bởi vì bản thân em biết được một điều là khi mà các bác mặc một con quần có thể nó bị rách một tí. Nhưng mà nếu mà nó bị bạc mông thì thực sự nó rất là xấu. Nên các bác cứ yên tâm. Quần bên em sẽ không bao giờ có mấy cái con quần bạc mông mà bán cho các bác đâu nhé. Đây. Con này nó sẽ là dòng Denizen Levi's. Đó. Hàng chính hãng của Levi's nha các bác. Dòng Denizen thì nó có một vài cái nó khác biệt một chút thôi. Đó là cái red tag ở đây thì nó cắt đi rồi. Nó không để cái red tag ở đây nữa. Và cái phần tag đằng sau này thì nó không phải là cái tag của hai con ngựa kéo xe nữa. Đó, nó chỉ là có một vài cái điểm khác nhau thôi. Còn về tất cả mọi thứ, hệ thống tem cốt rồi chất liệu, form quần, đường may mới chỉnh là nó giống y hệt thằng Levi kia nha các bác. Đó. Quần còn rất là đẹp nhá, rất là mới. Rất mới nhá. Này, các bác nhìn cái màu sắc mông má của nó còn rất là đẹp luôn. Con này vòng bụng là 92 cho em nhé, vòng bụng 92. Trên size quần nó sẽ là size 36. Đó, vòng bụng 92, size trên quần là size 36 nhé. Tiếp theo này, V13 lên xuống một sản phẩm của nhà Levi luôn. Một con Levi nhé. Red tag. Này, màu sắc quần rất là đẹp luôn. Đó. Có một vài bác thì bác thích quần kiểu như mới hoàn hảo. Những một vài bác thì các bác thích những cái form quần với cái màu của nó hơi có kiểu hơi hướng của thời gian một chút thôi như thế này. Đó, bởi vì quần mới các bác mua về các bác giặt 2-3 lần thì nó cũng ra mấy cái màu như thế này thôi. Còn độ mới con này thì nó rất là cao, nó quá cao. Chúng ta không thể đòi hỏi độ mới nó cao hơn được nữa nha các bác. Rồi, con này size trên quần nó sẽ là cái size 34 cho em nhé, size 34.
Vòng bụng là 87 nhé. Vòng bụng hiện tại bên em đo ra được là 87. Đó. Có thể là bên em đo nó sẽ bị lệch 1-2 phân nhé. Có thể thôi, nhưng mà nó lệch theo cái kiểu là nó sẽ bị lớn hơn 1-2 phân nhé. Nên các bác chắc chắn các bác mua là bác sẽ vừa, rộng một chút thì các bác dùng thắt lưng nhé. Còn bên em sẽ không bao giờ đo mà kiểu bị thiếu thông số đâu. Mặc chặt một con quần là vất đi nhé. Mặc rộng thì bác có thể dùng thắt lưng. Còn quần jean thì nó vẫn có thể co giãn mà. Vòng bụng 87 cho em nhé. V13, Levi 505 cho em nhé. Levi 505. Tem cốt rất đẹp này. Rồi, mã V13. V14 lên cho bác một con Levi 502. Levi 502 nha các bác. V14 này, Levi 502. Đó, phối đẹp chưa? Đây, chúng ta sẽ đến với hệ thống tem cốt của Levi này. Tem này là tem chuẩn nha các bác. Đôi khi các bác đi mua hàng, các bác cũng phải tìm hiểu thêm một chút kinh nghiệm. Để khi các bác đi mua đồ si thì mình đỡ gặp phải những cái trường hợp mình mua vào những cái con hàng nó kém chất lượng nha các bác. Còn hàng bên em thì vẫn bao cho bác là hàng chính hãng, nên có bất cứ những cái vấn đề liên quan tới cái chất lượng sản phẩm, về cái độ uy tín của sản phẩm thì các bác, kể cả các bác thanh toán rồi, các bác nhận hàng rồi, các bác hãy liên hệ bên em vẫn giải quyết cho các bác về những cái trường hợp đó nha. Còn những cái trường hợp liên quan về sai số của quần, bên em sẽ không bao giờ bên em chịu trách nhiệm với nhau các bác. Bởi vì những cái dòng quần như thế này trước khi lên live bên em kiểm tra rất là kỹ rồi. Thứ hai là bên em đo đạc thì cực kỳ chuẩn rồi. Thứ ba là khi các bác nhận hàng các bác còn được kiểm hàng nữa nhé. Đó. Bởi vì một cái sản phẩm không phải là cái chuyện khó khăn về cái phần đổi trả đâu các bác. Bởi vì một cái sản phẩm bên em bán ra cho các bác thường ít nhất từ 1 đến 3 người người ta đặt hàng nha các bác. Bởi vì mỗi mẫu bên em chỉ có một mã thôi, nó không phải là hàng mới. Nên khi các bác mua đồ si giá nó đã rất là tốt rồi. Với những con quần jean như thế này giá nó rất là tốt rồi. Thì các bác nên khi nhận hàng kiểm tra kỹ cho em nhé. Bên em sẽ không bao giờ bên em giải quyết những cái vấn đề liên quan đến vấn đề đổi trả về cái phần sai số của quần đâu. Đây, còn chất lượng của sản phẩm thì các bác cứ yên tâm, bên em vẫn sẽ đi cùng với các bác những cái vấn đề liên quan tới cái chất lượng của sản phẩm nhé. Levi, con này vòng bụng 94 cho em nhé. Vòng bụng 94, 400.000. Levi 502. Tiếp theo em lên cho bác một con Denizen Levi. Con này thì phối màu đen nhé. Đó, chúng ta vẫn có hệ thống tem cốt chính hãng của nhà Levi này. Con này trên thông số size của nó sẽ để là size 30 nhé. Size 30, vòng bụng hiện tại bên em đo ra được là 78 nhé. Và con này nó là chất co giãn. Chất co giãn nhé. Nó có thể giãn ra được tầm 1-2 phân. Vòng bụng chuẩn bên em đo được hiện tại sẽ là 78 nhé. Đó, con này size đẹp này. Size bác nào mà size nhỏ thì có thể lấy. Đó. Một cái kiện đôi khi, một cái kiện mà đặc biệt là kiện Mỹ, còn jean thì đôi khi nó tầm 4-5 con là size nhỏ thôi. Còn hầu hết toàn là size lớn nha các bác. Con này màu đen nhá, độ mới là hoàn hảo luôn. Quần đen nhưng mà độ mới là hoàn hảo nha các bác, không có bị bạc, không có bị sờn hay là bị cũ rách gì đâu. Hàng ở bên em thì bác yên tâm rồi. V15 này. V16 lên cho bác một con Avirex, nó vẫn là hàng của Mỹ nha. Con này thì nó xuất lại ở cái Kalai lần trước. Con này nó xuất lại ở Kalai lần trước. Thì hôm nay nó sẽ lên sale cho bác luôn hàng của Avirex USA nhé. Con này nó được sản xuất tại kiểm tra tem một chút cho bác nhé. Made in Việt Nam này các bác, con này nó sẽ là chất cốt tông, 55% cốt tông và 45% là polyester, nên nó sẽ có độ co giãn nhẹ nha các bác, độ co giãn nhẹ này. Con này thì form ống suông nhé, form ống của nó khá là rộng. Vòng bụng chuẩn bên em đo được là 92 nhé, vòng bụng chuẩn đo được hiện tại là 92. Đó, con này túi phía sau nó thêu rất là đẹp, rất là đẹp. Và con này nó rất mới nha các bác, con này độ mới của nó là hoàn hảo nhé. Size trên quần nó để là size 34 cho em, form ống suông ống rộng này. Bác nào mà kiểu mình đùi to hoặc là thích mặc form ống rộng thì các bác có thể lấy con này về nhé. Con này ngày hôm nay sale cho bác mức giá là chỉ còn 300.000. Tiếp theo lên cho bác mã V17. V17 thì chúng ta tiếp tục đến với một sản phẩm của nhà Quang Lơ. Đó, con này thì nó vẫn là phối kiểu theo phối túi hộp này. Đây, phối túi hộp này, đẹp chưa ạ? Đó, nó phối theo cái kiểu form của quần workwear này các bác. Quần workwear ấy. Quần kiểu mình đi làm ở công trường ấy. Đẹp chưa ạ? Con này vẫn là form ống suông nhé. Con này vòng bụng hiện tại em đo được nó sẽ là 92. Size trên quần sẽ là size 36. Đó, V17 chưa? Đẹp chưa? Quần rất đẹp, rất mới nhé. Mông má thì còn rất là ngon luôn. Mông má còn rất là ngon nha các bác. Mông rất là căng. Rồi con này là vòng bụng 92, V17 chị em này. V18 này. V18 em lên cho bác một sản phẩm của Levi 517 này. Size trên quần nó đánh cũng là size 36 nha các bác. Mông má còn rất là ngon nhé. Mông má rất là ngon luôn. Đó. Đây.
quần nó có những cái kiểu bị sờn, sờn nó không sờn nhưng kiểu nó bị bạc bạc này, này đó, thì nó sẽ tạo ra cái cảm giác bụi bặm cho một quần nhé. Còn quần quần này nó rất là mới, bởi vì các bác phải hiểu là quần jean nhé, đôi khi kể cả là quần mới nhưng mà nó ép vào kiện đấy, nó ép vào kiện hoặc là các bác cất trong tủ lâu các bác không dùng ấy, các bác bó vào như thế này thì nó vẫn bị xuống màu, nó vẫn bị bạc là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà vô tình nó sẽ tạo ra một con quần nó có cái phối, nó bụi bặm, nó ngầu, nó khỏe khoắn rồi các bác. Đây, các bác nhìn cái phần mông má như thế này là quần rất là mới rồi. Mông má thì nó như một con quần mới nhé. Nhưng mà đặc biệt dòng quần jean với cái màu này này, khi mà kể cả là các bác không dùng mà mình ép vào một cái kiện này, lâu ngày thì nó cũng ra cái màu như thế này thôi. Nó là màu của thời gian đấy nha các bác, màu của thời gian chứ không phải là màu của vải cũ nha. Không phải là màu của vải cũ đâu. Con này vòng bụng là 96 và bụng hiện tại bên em đo ra là 96 nhé. Vẫn là form ống suông. Độ mới quần là cực kỳ cao luôn. Độ mới quần là rất cao nhé. Con này vòng bụng 96 V18 cho em. Lì vai 517, size đánh trên quần là size 36 cho em. Cái nhận biết quần mới hay không thì nó cũng còn nhiều cái chi tiết khác. Các bác nhìn cái phần gấu quần của nó này. Đó, cái tình trạng gấu của nó là gần như là còn nguyên vẹn luôn. Nó không bị sờn như thế này thì chắc chắn nó là một con quần mới nha các bác. Đặc biệt là quần jean nha các bác. Tiếp theo lên cho bác một con Denizen Levi. Con này là mã V19 cho em nhé. Con này thì màu đen cho em nhé. Vẫn là cái chất co giãn nhẹ. Con này thì co giãn nhẹ nhé. Con này vòng bụng nó sẽ là 98 cho em, vòng bụng 98 nhé. Size trên quần nó sẽ là size 38, vòng bụng 98 nhé. Form ống suông, độ mới quần là 99-100%, độ mới quần 99-100%. Đó. Bởi vì quần jean đặc biệt là màu đen thì nó chỉ có hai cái độ mới thôi. Một là rất là cũ, hai là rất là mới nha các bác. Đó. Còn những con màu đen bên em bán cho bác thì toàn là hàng rất mới nha. Bởi vì nó rất là dễ phát hiện, quần cũ là quần mới. Nên bên em chỉ có lấy quần mới thôi. Tiếp theo lên cho bác mã V20. V20 lên cho bác một con Levi 502. Một con Levi 502 vẫn là cái một phối màu xanh truyền thống của nhà Levi nhé. Vẫn là form ống suông. Hệ thống tem cốt chính hãng của Levi này. Đó. Dòng Levi 512 nhé. Size trên quần nó sẽ để là size 36. Còn bụng hiện tại bên em đo ra được nó sẽ là 90, 90, 91, 92 nhé. Đó. Form quần thì rất là đẹp. Quần thì siêu lướt luôn nhé. Mông má là còn rất là đẹp. Không có bị bạc, không bị sờ. Tiếp theo này, V21 lên trước mắt một con quần này, Levi 517, con này cũng là màu đen nhé. Size trên quần vẫn là size 36, size 36 này. Đó, V21 vòng bụng hiện tại bên em đo ra được nó sẽ là vòng bụng 95 nhé, vòng bụng 95. Quần rất mới, rất đẹp, con này nó như một con quần mới luôn. Đó, đặc biệt là dòng màu đen thì quần nó rất là mới nha các bác. Siêu đẹp luôn. Con này thì hệ thống tem cốt của nó đã bị cắt rồi, nhưng con này bên em vẫn bao chính hãng cho bác trọn đời nhé. Tiếp theo này V22 lên cho bác một con quần của nhà Levi, dòng Levi 550 nhé. Levi 550, mông má là còn rất là ngon, form quần gần như là còn nguyên vẹn nhé. Form ống suông, con này form quần ống nó khá là rộng nhé. Bác nào mà đùi to đấy, thì có thể mặc này. Ống của này nó tầm 22-23. Levi 550 nha các bác. Form quần còn rất là đẹp, màu sắc thì gần như là còn nguyên bản luôn. Mông má là còn căng đét, còn rất là mới nhé. Đây. V22 size 38 nhé, còn cũng hiện tại bên em đo ra được là tầm 98 cho em này. Tiếp theo này, Levi 550. Mã cuối cùng nha các bác, V23. Levi 550 này. Chất thì vẫn là chất rất là dày dặn luôn. Size trên quần là size 36 luôn. Vòng bụng hiện tại bên em đo ra được là 95 nha các bác. Vòng bụng hiện tại đo ra được là 95, size trên quần là size 36. Đó, rất là mới, rất là đẹp. Đó, con này nó hơi dính bẩn này, con này hơi dính bẩn nhé. Con này thì bên em sẽ bán sale cho bác mức giá là 350.000 nhé. Về tự xử lý vết bẩn cho em nhé. Bẩn này không phải là bẩn ố hay là bẩn của mực cái gì đâu. Các bác về chắc chắn các bác sẽ xử lý được. 350.000 thôi nha các bác. Levi 550, mã cuối cùng 350.000 nhé. Các bác lưu ý nhé, con này có dính bẩn bên em báo rồi đấy. Đây cũng là cái sản phẩm cuối cùng trong Kala ngày hôm nay rồi nha các bác. À, có một cái vấn đề liên quan tới vấn đề sản phẩm luôn thì ở tiện đây em cũng nói với các bác luôn nhé. Đó, ngoài những cái sản phẩm rất là mới thuộc những cái hàng kiểu như là mới sản xuất ấy, thì bên em cũng đôi khi cũng có một vài con áo kiểu như là như thế này. Kiểu đây là những cái dòng áo bóng đá vintage, những cái dòng áo bóng đá thì nó đã sản xuất từ
khá lâu rồi, đâu đó cũng 10 năm 20 năm rồi. Và cái giá bán của một cái sản phẩm như thế này thì nó bên em sẽ bán theo cái giá là giá hàng sưu tầm nha các bác, hàng sưu tầm. Ví dụ nhiều khi các bác em treo những cái con này lên để em trưng bày đấy, nhiều bác cũng hỏi muốn mua nhưng mà thực sự bên em rất là khó báo giá. Nên tiện đây thì em nói luôn, nếu mà các bác đang cần tìm một con áo bình thường thôi, áo của Nike, Adidas, các bác mặc thời trang, mặc vận động thể dục thể thao thì các bác có thể mua mấy cái sản phẩm bình thường mà bên em vẫn bán ấy, giá đâu đó 100, hơn 200 nghìn một mã thôi. Còn những con Nike, Adidas và đặc biệt dòng áo bóng đá vintage như thế này thì bên em sẽ bán theo cái mức giá sưu tầm. Thì giá đâu đó thì nó cũng dao động từ 700-800-2-3 triệu cho một áo nha các bác, tùy vào con áo, tùy vào câu lạc bộ và tùy cái đời của nó nữa. Nên các bác hãy lựa chọn cái sản phẩm cho nó phù hợp. Nói chung là các bác nếu mà các bác đam mê sưu tầm áo bóng đá thì bên em vẫn có thể bán cho các bác nha. Nhiều bác hỏi thì bên em cũng rất là khó trả lời, đôi khi lại báo giá cho bác một con áo như thế này, đôi khi nhiều bác mình không có am hiểu đấy, mình không có sưu tầm, rồi mình không có biết những cái dòng áo như thế này, các bác hỏi bảo đôi khi bên em báo giá 700-800, 1 triệu, 2 triệu, các bác lại bảo thằng này nó chém. Nên các bác lưu ý giúp em nhé, bởi vì giá này thì nó là cái giá của thị trường, tất cả mọi nơi nó đều bán giá như vậy hết, chứ không phải là bên em các bác hỏi mà bên em báo giá cao cho các bác nhé. Các bác lưu ý giúp em, đặc biệt những cái dòng áo bóng đá vintage như thế này, giá trị của nó rất là lớn, bởi vì nó có mang cái giá trị của thời gian, giá trị sưu tầm chứ không phải là giá trị sử dụng như mấy con áo này thì Adidas bình thường mà bên em đang bán nha các bác. Nên các bác lưu ý giúp em, tất cả những sản phẩm của bên em khi mà đã treo lên thì đều bán cho các bác hết, kể cả những sản phẩm áo như bên em đang mặc như thế này bên em vẫn bán, nhưng một vài áo mà em mua mới để sử dụng thì bên em sẽ không bán được, bởi vì mua mới giá nó rất là cao và bán cho các bác giá cao thì các bác sẽ nghĩ là thằng này nó bán đồ xi mà nó bán giá cao thế, đôi khi nó sẽ rất là mất lòng với các bác. Nên các bác lưu ý giúp em nhé. Rồi em xin cảm ơn các bác và kính chúc các bác có một ngày thật vui bên gia đình thân thương của mình.